Chứ có thể kết nối âm thanh đến với chị Trần Nga. Dạ vâng, được rồi, xin mời chị Trần Nga có thể chia sẻ cái phần cảm nhận của mình đến từ dòng sản phẩm Multi Cream ạ. Xin chào tất cả mọi người có mặt trong phòng Zoom tối hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Thị Nga, 53 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở Gò Công Tây, Tiền Giang. Tôi rất may mắn được chị Lê Ngọc Mỹ chia sẻ, nên tôi đã dùng kem Multi-Dream. Sau đây tôi xin được chia sẻ kết quả sau 3 tháng dùng kem. Bản thân tôi đã dùng kem sau 2 đêm thì nó đào thải ra những chất trong người, nó đào thải ra giống như là bị tiêu chảy, nhưng mà không phải là tiêu chảy, mà nó không đau bụng nhưng phân nó rất là tăm. Sau 2 tuần bôi kem và vào mặt á, thì thấy trắng mịn, săn cơ và giảm dần mà mộng mỡ. Bôi ngày 2 lần vào mặt và các điểm huyệt sau khi tắm và khi da còn ẩm á, thì đến hôm nay 3 tháng thì da tôi cải thiện rất nhiều. Và con trai tôi thì bị dân gian hay gọi là bị dời ăn á, là nó bị giống như là bị bỏng ở trên mặt vậy nè. Là tôi đã trực tiếp cho bôi vào cái chỗ bỏng, sau 2 ngày thì khô hẳn, và tôi cho bôi liên tục trong vòng 5 ngày thì nó không còn, không để lại vết sẹo. Và cháu thường hay ăn mì, và ăn những cái chất mỡ nhiều á, nên tôi cho cháu bôi vào bụng và các điểm huyệt, thì trong 2 ngày đầu cháu bị sốt và đau bụng. Và cũng đào thải ra, đường phân giống như tiêu chảy vậy đó. Sau 2 ngày thì bình thường trở lại. Và đặc biệt là em chồng của tôi á, 53 tuổi, mất ngủ đã 3 năm. Tức là một đêm nó ngủ chỉ có được 2 tiếng thôi. Mà đau nhức tay chân á, không tự đi lại được. Mà sau khi bôi kem á, vào các bệnh động mạch và trên người á, thì sau 2 đêm á, là em nó đã tự đi được và nó ngủ được giấc ngủ sâu và nó tự đi được một mình. Và có một điều là nó do uống thuốc có chất đề xa nhiều nên nó bị giữ nước và sưng sệ. Sau khi bôi kem được 2 tuần vào mặt và mỗi ngày 2 lần á thì đã trở lại bình thường. Và ở xóm có một cái em trai kia bị ong chích sưng hai mắt lên này nè. Tôi đã cho rửa sơ bằng nước ấm rồi xong rồi bôi trực tiếp vô cái chỗ sưng đó. Trong 3 ngày là trong một đêm là đã xẹp hẳn. Tóm lại kem Multi-Dream rất đỉnh, muốn đẹp ở đâu và hết bệnh ở đâu thì bôi vào đó, và bôi sau khi tắm lúc da còn ẩm và uống một ly nước ấm sau khi bôi, kem sẽ cho kết quả rất nhanh nhất, và uống thêm nhiều nước ấm trong ngày để có sự đào thải tốt nhất. Đó là kinh nghiệm của tôi. Và cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới người đã chia sẻ cho tôi cơ hội này, đó là cháu gái Ngô Huyền Thương. Và hiện hôm nay tôi rất vinh dự và tự hào được là thành viên của 9319 dưới sự dẫn dắt của hai thuyền trưởng, đó là giám đốc Lê Ngọc Mỹ và phân so Võ Hồng Tâm. Và xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vâng.